Một phi cơ của Air China đang trên đường bay tới Bắc Kinh đã phải quay trở lại phi trường Paris sau khi một nhân viên hãng hàng không này hiểu lầm một hành khách gọi điện thoại vào, tưởng ông ta báo là có bom trên phi cơ. Tuy nhiên, cảnh sát của Paris đã nói rằng sự việc không phải như vậy. Người hành khách kia nói tiếng Anh gọi cho Air China để thông báo tin là mình bị kẹt đằng sau hàng rào cảnh sát được dựng lên tại cổng số 1 ở phi trường Charles de Gaulle để điều tra một gói đồ lạ bị bỏ lại đây. Cảnh sát cho biết đây chỉ là sự hiểu lầm. Chuyến bay số CA876 quay trở lại Chordigo và phải đầu riêng để được khám xét.